Xin chào quý vị và các bạn. Khiêm đang đi huyện Đức của tỉnh Đắk Nông để thu một mẫu xe cộp về nha quý vị. Đây là cộp ở trên Đắk Nông nha quý vị. Mẫu Hyundai Santa Fe đời 2021, đăng ký vào tháng 4 2021 ha. Mẫu xe này chỉ chạy có 17.000 km và toàn bộ nước sơn lên xe đều là nước sơn zin hết nha quý vị. Đó. Và cái mẫu xe này á, hiện tại á, mới chạy có 17.000 km thôi, toàn bộ vỏ là còn là vỏ theo xe hết và vỏ là sơ cua chưa hạ quý vị. Nội thất thì y như xe mới. Thì Khiêm đang đi Đắk Nông tới tận nhà của vị khách hàng này, đi vào lúc hồ hôm đi xe khách lên tới đây và xem mẫu xe này và đã hoàn thành thủ tục công chứng xong hết rồi để đem cộp về. Và đây là mẫu Santa Fe phiên bản 2 cầu bản premium. Và cái bản này thì đang được Toyota Tân Cảng hiện tại đang rao bán mức giá là 1 tỷ 220 triệu đồng. Thì quý vị thích cái mẫu xe này thì mời quý vị hãy ghé Toyota Tân Cảng gặp Khiêm ha. Còn quý vị có nhu cầu bán những mẫu xe cũ của mình thì quý vị hãy gọi cho Khiêm. Khiêm sẽ đến tận nhà quý vị xem xe và chồng tiền ngay. Hiện tại là bây giờ cũng khoảng cỡ 9 giờ 30 sáng thôi. Thì bên Khiêm đã làm thủ tục rồi. Khiêm bây giờ sẽ tiến hành chạy cái mẫu xe này về lại thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là sau đây thì Khiêm sẽ quay một số cái điểm căn bản của cái mẫu xe này nha quý vị. Đây, em nói đây quý vị. Đời 2021, đăng ký lần đầu vào tháng 4 2021. Toàn độ vỏ, mâm đều riêng theo xe hết. Ở nhà khách á, thì nó có hơi có đường đất đỏ. Nên là quý vị thấy là xe hơi màu đỏ ha. Núi rừng phía sau rất là hùng vĩ nha quý vị. Đó, Đắk Nông, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Mẫu xe này thì vị khách này đã kỹ rất phải nói là rất là kỹ tính và đã trang bị phủ gầm cho cái mẫu xe này rồi. Nên quý vị nào mà lo lắng về cái chuyện đất đỏ thì quý vị hỏi lo ha. Mẫu xe này hiện tại đang ở Đắk Nông là 17.782 km. Nhưng mà khi về tới Toyota Tân Cảng thì khi nghĩ rằng nó sẽ khoảng cỡ 18.000 km nữa quý vị. Đây là phiên bản cao cấp nhất ha. Premium này quý vị thấy là ghế hai màu ha. Tất cả đều chỉnh điện hết. Số km đều đúng chủng hết và nước sơn này là nước sơn zin luôn nha quý vị. Xe này thì không hề có sơn bất kỳ đâu nha quý vị. Đó. Và để Khiêm quay cái đếp lốp cho quý vị đây ạ. Tuần thứ 46 của năm 2020 ha. Tất cả đều chủng km hết nha quý vị. Và cái chất xe thì đều chủng hết. Xe nó bị khóa cửa rồi, Khiêm mở khóa cửa ra ha. Đó, quý vị nghe tiếng đóng cửa không ạ? Rất là chắc ha. Đây quý vị, nè. Nội thất bên trong này quý vị nè. Đó, y như mới ha. Đó, xe này vị khách này rất là ít đi ha. Nè. Đó, quý vị thấy không? Khỏi phải chia vào đâu vào cái mẫu xe như thế này nữa ạ. Đây. Mời quý vị. Đây, Santa Fe phiên bản premium nha quý vị. Và cái mẫu xe này á, hiện tại á, cái lốp xe cua chưa chạm đất luôn. Đây. Lớp xe cua đó quý vị. Thì khách này là đi lớp xe cua là sợ để ở dưới á, thì nó sẽ bị dơ. Nên là vị này cất luôn cái lớp xe cua ở nhà luôn. Bây giờ khi thu xe thì mới lấy cái lớp xe cua lên này ạ. Còn đây là phía bên trái ha. Nè quý vị thấy không. Nè, nước sơn nè. Rồi để khi tìm cái lốp bên này luôn cho quý vị coi ha. Đây nè. Tuần thứ 46 của năm 2020 nha quý vị. Tất cả đều đồng bộ hết. Và nước sơn á thì quý vị thấy nè, không vào chê vào đâu được xe này quý vị. Sơn zin số km ít và Toyota Tân Cảng sẽ đảm bảo về cái chất lượng xe cho quý vị. Nè, gầm xe này quý vị nè, thấy quý vị không? Đã phủ một lớp cách âm cũng như là phủ gầm rồi. Quý vị thấy đang thui không ạ? Nhám nhám đó là một lớp phủ gầm rồi quý vị. Đó, 1 tỷ 220 triệu đồng cho mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản 2 cầu bản premium này. Thì quý vị có nhu cầu thì hãy hỏi hotline. Hoặc là có nhu cầu bán những mẫu xe cũ thì hãy gọi cho Khiêm nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.